TV này dùng đầu 360 với ba. Trận đánh một bì đã đem lại cho Trẻ Xanh điểm số thứ hai là 20 điểm. Nhạc vàng. Đây, buộc như này rất dễ bị tụt. Rất dễ bị tụt đây nhá. Rất dễ bị tụt dây. Anh em buộc như này thà không buộc hơn. Cái buộc dây như này mà anh em đã làm tốt rồi mà xong dây thuê bao nó tụt nữa thì nói chung là nó lại phải thay lại. Thay lại thì nó tốn rất nhiều thời gian anh em ạ. Mà khi đi làm lại như này ấy, nó vất vả ra thôi. Cho nên khi mà đi triển khai thì anh em lưu ý mấy cái điểm như vậy. Bởi vì mình còn phải bảo hành bảo trì cho khách hàng. Nó không... Nếu mà mình kéo mà để đấy thì chỉ được một thời gian thôi. Còn mình phải phục vụ khách hàng lâu dài. Khi mà khách hàng không dùng nữa thì mình hết trách nhiệm. Nhưng mà đây khách hàng họ dùng lâu năm. Đây em cái khóa. Đây. Cái tủ nhựa ôm vừa rồi em thôi rơi bá rồi. Tủ nhựa hôm trước em đi làm đây này. Đây cái tủ bây giờ thuê bao thứ 7 đây này. Một cái tủ nhựa như này thì được 8 nhà anh em ạ. Tám thuê bao là đủ full luôn anh em nhá. Không có mở rộng riết gì nữa. Không còn cơ hội cho nhà đằng sau. Bởi vì tủ này không lắp được hai bộ chiêu. Cho nên tối đa chỉ lắp được 8 thuê bao thôi. Đấy, nhà nào nhanh chân trước thì có. Nhà nào chậm chân thì không có. Ở đây thì anh em vòng theo cái khuyên như này. Tủ nhựa thì anh em vòng theo như này. Đấy. Tem nhãn thì cũng phải đầy đủ. Đây, hộp số 7. Đây anh em nhé, đây là cái bấm đầu phát này. Thường mấy cái đầu phát của Viettel thì nó sẽ khoảng độ tầm 1 phân. Trước tầm 1 phân. Anh em nào mới thì cho chuôi vào trước xong anh em ấy sử dụng đến dao cắt nhé. Ui, hôm qua đi mưa quên mất rồi. Hôm qua đi mưa anh em ạ. À, cắt ở dưới trời mưa nhưng mà hôm nay quên cho cồn vào rồi. Đấy. Chết. Khi mà nhẹ cái dao cắt này anh em đi mưa thì anh em nên sử dụng cồn nhá. Cồn để rửa. Rửa bằng cồn. Nước mưa này nó rất là độc. Nước mưa mà cái dao cắt mà bị dính trời mưa á. Nó khó cắt cực kỳ luôn. Vâng. Nhâm bên nhà này. Nhà cái nhà này.
Ui giời, hỏng rồi. Má, quên mất. Hôm qua đi trời mưa quên mất anh em ạ. Đối với những cái trường hợp mà không cắt được ấy, thì anh em sử dụng đến công nghệ bàn tay vàng. Giật cáp. Anh em ướm này. Đây mình cũng vuốt vuốt như này. Vuốt vuốt là... Đây. Xong. Mình càng vuốt nhiều ấy, thì cái khi mà mình kéo cáp ấy, thì cái chỗ độ chính xác của cái này nó rất cao. Cái chuôi này, cái chuôi với cái thân của cái cáp nó gần như là bằng nhau anh em nhé. Thì cái độ chắc của cái đầu phát nó mới cao được. Cho anh nhiều anh em để nó sát vào đây này, hoặc là quá ngắn này, hoặc quá dài này. Cái lỗi hay hỏng cái đầu phát này rất cao. Hoặc gãy đầu phát. Đây port số 7 anh ạ. Port số 7 này. Tí phải mua côn để rửa cái dao cắt này đã anh ạ. Ở đây thì anh em ghi tem nhãn vào. Vinh BT36. Bảy này, 01, 21, 18. Hôm trước làm xong thì cũng chưa review cho anh em được. Ở đây không có sóng thì cũng hơi căng đấy. Ở đây không có sóng anh em. Tần chữ E thôi. Phải sử dụng đến công nghệ va. Để mình chụp lại anh ạ. Xong tí nữa ấy xong.
cho con cạnh mẹ một lần. Ngày xưa mẹ gánh à ơi, con gánh làm lời mẹ ru. Đi qua mấy cái rừng như này thì anh em nên chốt, nên chốt dây nhá. Trèo dây như này nó cũng không đảm bảo được. Chốt thì chốt cái độ căng dây thì nó vừa tầm thôi anh em. Không cần phải quá căng đâu. Quá căng thì khi mà anh em trường hợp mà quá căng nhá, thì anh em nếu mà nó chỗ mình bện dây này, chỗ mình bện dây mà nó không đủ lực kéo ấy, thì nó rất dễ bị tuột cáp. Tuột cáp thì cái tỷ lệ mà sự cố thì nó cao. Đây là cái kinh nghiệm làm thôi anh ạ. Kiểu như làm mà nhiều rồi, nó cũng hình thành nên được những cái mình biết những cái sự cố nó bị như nào. Rồi, khả năng là cho xuống chỗ này đi, chỗ này nó sẽ không bị cong cáp như này. Cong như này nhiều khi bị suy hao anh em ạ. Đây anh em kéo bện chỗ này nhá. Đây. Rồi mình kéo thôi. Nhầm hướng anh em nhá. Đây là hướng cáp về. Hướng cáp về thì anh em nên buộc như này. Đây, anh em nên buộc như này nhá. Để cái điểm cáp của mình nó sẽ không bị gập vào trong cái, nó không bị cọ vào cái cột điện anh em ạ. Nó vẫn tuột sang. Chiếc buộc kiểu nào nhỉ? Ôi, nó vẫn chạy về.
quy định về cái chốt cáp anh em, là với cái khoảng cách mà là 30 mét thì dưới 30 mét nhá, thì hai khoảng anh em chốt một lần. Cái cột nào mà dưới 30 mét thì anh em hai khoảng chốt một lần. Còn đối với cái khoảng mà lớn hơn 30 mét thì anh em là mỗi một khoảng anh em phải chốt một lần. Còn nếu mà lớn hơn 50 mét thì anh em phải sử dụng tách dây giạc cường. Ở trong này anh em phải tách dây giạc cường. Trước khi lên cột thì anh em buộc ở dưới này luôn đi nhá. Khi mà mình lên mình kéo lên là nó vừa. Nếu mà anh em buộc ở trên cột cũng được nhưng mà nó lại lâu. Với cái thời tiết nó mát mẻ như này nữa thì chỉ muốn nhảy xuống cái cột thôi. Đấy, anh em buộc như này là xong rồi. Đấy, nó chắc chắn rồi. Đấy. Cái dây cáp quang này anh em không nên buộc nhiều. Càng anh em buộc nhiều ấy, này tuột dây càng cao. Anh em chỉ cần buộc đúng như vậy. Khi mà anh em càng kéo thì nó càng thít lại. Mịt mờ nhìn con hạnh phúc gian nan cho con gánh mẹ lòng. Nhà bên đi có tivi à bác? Nhà bên đi có tivi à? Cầm đỡ một cửa sổ đi chồng. Đâu phải phá? Ừ. Nín đi chồng. À thì tôi là khi mình đã đạch đạch xa quá khi nhà bên đã có bắt nó. Cái chim à? Làm bao giờ? Vâng, mời bác. À. Ốc lọ. Vâng. Lên nhá. Vâng.
À đâu. Đi nên đi phá ăn ba ba giờ. À. Nên nên là sọ to đó bác nhỉ. Không có đi ăn bác. Không có đi pa. À. Rồi. Đây em này, buộc nó bị trùng rồi này. Đấy, thấy chưa? Đảo bạn. Vâng, đảo. Đảo. Còn đây, buộc như này chết rồi. Đây là cái khoảng bệt nó ngắn này anh ạ, nó bị tuột này. Cái chim à? Cái chỉ ngay từ dập đâu. Con chó nhỏ ở đâu? À ui giời. À. Vì này dùng đầu 360 với 3 là đánh một.
Pì đã đem lại cho Trẻ Xanh điểm số thứ hai là 20 điểm. Xin nhạc vàng. Okay.